Năm nay Tết đến sớm và các đơn hàng đồng loạt dồn dập vào giai đoạn này nên các doanh nghiệp gặp áp lực về tiến độ giao hàng. Nhiều doanh nghiệp đang tăng cường tuyển dụng lao động thời vụ, ngoài ra còn tăng cường đãi ngộ để thu hút lao động và hướng tới đầu tư vào công nghệ hiện đại. Đây được xem là những hướng đi tất yếu giúp cho ngành dệt may vượt qua khó khăn, duy trì sản xuất và phát triển bền vững trong bối cảnh hiện nay.